Mặt đường mà không có phẳng á, nó cấp vô anh. Hello, chào anh em. Mình bắt đầu hành trình của mình ở cây xăng Đại Bình, chảo về chip 0, chip 1 chảo về 0. Hôm nay thì mình sắp xếp đi công việc, hành trình nó cũng dài. Sẵn dịp mình hôm qua mình mới thay dầu phuộc để đi cũng 2 năm rồi. Thay dầu phuộc, bảo trì phuộc, vệ sinh phuộc. Sẵn mình nâng cấp cho cái dàn chân luôn rồi, thì mình có nói về cái món phụ kiện để nâng cấp cái dàn chân cho Ducati Stromler của mình á. Mình thì không có thích lên cặp Olin, nhìn thì nó đẹp á, nhưng mà mình nghĩ là nó không phù hợp cho cái điều kiện đường xá của Việt Nam, nó phải trâu bò chút nó mới chịu nổi. Cái loại mình thích độ như zin thôi, chứ không phá vỡ cái kiến trúc tổng thể của cái chiếc Stromler. Là mình thích cái chất từ bên ngoài vào bên trong, nên là mình độ sao cho zin để giữ cái chất của nó. Thì hôm nay có gì mình sẽ trải nghiệm về cái món đồ chơi đó ha. Thì ai chưa xem lại cái clip mà mình nói về cái hai cái lò xo này thì mình để cái link ở đâu đó bên trên nha. 4:30 ở đến ngã tư Hàng Xanh. Hôm nay mình sẽ chọn một cái cung đường nó khá dài, đẹp nhưng mà không có êm lắm, để mình trải nghiệm luôn cái phuộc mà trước mình mới nâng cấp lên ha. Có gì mọi người đón xem ha. Rồi, đi trên đường có cái đoạn nào đẹp đẹp mình quay lại cho mọi người xem. Trời.
bên đây cũng coi chừng ha. Nó hay mắc lỗi xi nhan đường cong lắm luôn. Hôm nay mình chọn cái cung đường đi Tà Bao lên Đà Lạt. Thì đó giờ mình cũng thật sự mình cũng chưa có đi trải nghiệm cái cung đường này lần nào hết trơn á. Mà thấy mấy bài coi bên kia đi hay quá. Đi Tà Bao xong rồi lên Đa Mi về Bảo Lộc. Đường đường đẹp. Đường đẹp nhưng mà nó không êm lắm. Nghe mấy anh em nói như vậy thì nó cũng phù hợp hay, nếu như mà mình muốn trải nghiệm thử cái nâng cấp cái lò xo phục trước của mình á, nên là mình chọn trải nghiệm cái cung đường này luôn. Rồi đoạn này thì khu dân cư mà không có gì để quay xíu lên trên những cái đoạn đẹp đẹp mình quay cho mọi người xem. Đoạn này thấy cũng rộng, thật sự là đó giờ mình cũng chưa có đi vào trung tâm thành phố Long Khánh luôn á. Bên này may quá đi vậy là mình biết luôn. Sáng sớm, đường sáng sớm ở nông thôn nhìn đã không? Vắng vẻ trong lành. Mình hy vọng là đến đến được cái thời điểm mà nắng nó vừa lên rồi dừng chân ở Đa Mi đó. Đồn đông đường này đi xe đi cũng nhiều ghê chứ. Không xấu như mình tưởng, không biết đoạn trên thì như thế nào. Nhưng mà nếu mà được như vậy là đường quá ngon luôn á. Wow. Đã chưa? Cái mây không? Cái mây đẹp không? Mình thích mấy cái màu nắng sớm như vậy á. Nhìn rất là đẹp. Đường này có đụng xe rồi sao mà thấy vẻ gạch ở dưới quá trời. Này còn trong khu dân cư nhiều. Hy vọng có đoạn ở trên nó sẽ đẹp hơn. Đẹp quá. Cái ngọn núi vậy rồi quay nó cũ rồi. Nắng sớm nó đánh lên cái mây nhìn đẹp. Cây mà nó đang qua thành giống như nhìn cái cổng luôn. Nhìn đẹp. Mình thích những con đường như thế này ghê.
sương sớm quá trời. Đường hôm nay tính ra đi sướng hơn bên đường quốc lộ 20 chứ. Nó nhỏ hơn nhưng mà ít xe cũng như là ít người. Cái đoạn đi qua Định Quán, Tân Phú này kia rất là đông. Đường này thì nó xa hơn một chút nhưng mà chạy nhanh được. Đường này là đường đi lên Tánh Linh ha, về hướng Tánh Linh. Đường rộng ghê. Thế sáng sớm thấy cuộc sống nó khác không? Yên bình nó quá hối hả lắm. Chạy theo Google Map đó, tin tưởng vào Google Map rất là nhiều luôn á. Chỉ đi bậy là mà giận lắm á. Đến địa bàn huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai rộng ghê á. Một cái huyện rộng quá trời rộng luôn. Đi con đường này mình mới biết có nhiều cái địa danh thêm mới tên nghe ngộ ghê. Như Tánh Linh là hồi xưa giờ mình cũng ít nghe nhưng mà mình biết. Nhưng mà đi đường này mình nghe những cái địa danh như Giá Rây rồi Quả Đất rồi cái gì Dami, nghe nó một có một phần đó giống như là tiếng dân tộc á, hay quá, nhiều địa danh tên nghe vui ghê. Đường rộng thênh thang. Từ Sài Gòn chạy ra đây hơn 100 cây rồi mà sơ bộ mình thấy cái việc nâng cấp cái bằng cái lò xo đó là đáng đồng tiền bát gạo luôn á các bác. Nó cảm nhận nó khác hẳn luôn. Hồi đó giờ mình đi mình trông chờ cái phục sau á, cái phục magic của mình á, nó đem lại cái sự thoải mái là chính. Còn cái phục trước thì nó cũng hơi sốc lắm. Hơi sốc, nó tức nó chạy nó. Nếu mà áp gót nhẹ nhẹ thì không vấn đề. Nhưng mà lão mà có cái hướng á, ổ gà hay nóc mô chỗ cầu á, là nó sốc lên cái tay mình liền. Gắn cái này vô mình thấy nó đầm xe ghê á. Đầm xe mình vào cua mình cảm giác nó chắc lắm. Nó chắc lắm. Bình thường ram lên chiếc xe nó đạt được cái độ cân bằng rất là tốt theo mình đánh giá. Theo mình đánh giá là nó tốt hơn những chiếc xe mà mình đã từng đi á. Nó có cái sự ổn định và cân bằng á. Nhưng là bảo qua cái vấn đề về tốc độ đi thì nó là một chiếc xe cân bằng rất là tốt.
mà khi mà mình nâng cấp cái lò xo cho cái dàn cuộn trước á thì cái cảm giác nó tăng thêm, nó đi qua mấy cái móc mô cầu nó nhúng xuống rồi nó nhẹ lên rất là nhẹ, mình không có cảm giác nó bị khó chịu như ngày xưa. Cho nên là cái này nếu mà cải tiến cái này rồi thì các bác có thể đi off road nặng nặng hơn một chút. Thay vì mình đi off road nhẹ nhẹ là chiếc bản zin của nó đáp ứng rồi, nhưng mà nặng nặng là cái này ok đó. Không biết cái độ bền như thế nào thôi, chứ còn cảm giác ban đầu mình thấy đi nó dễ chịu á, mà nó vào khuôn chắc lắm, nhìn chắc lắm. Rồi để đến mình sẽ nhận xét nó trong suốt hành trình để cho mọi người tham khảo ha. Mình không có quảng cáo gì cho cái này ha, mình thì mình thích kiểu mà mày mò tự làm cho cái chiếc xe của mình. Tại vì như mình nói lần trước á thì mình chạy như thế nào thì mỗi người mỗi cảm giác khác nhau, cho nên là nếu mình tự làm cho chiếc xe của mình đó thì nó sẽ tiến gần đến cái nhu cầu của mình hơn. Chưa chắc là mình làm cho chiếc xe nó tốt theo ý mình mà người khác ngồi lên cảm thấy dễ chịu đâu. Thì mỗi người sẽ chạy một kiểu khác nhau, cảm giác khác nhau, là quan điểm khác nhau. Nhưng mà ít nhất là chiếc xe mình chạy nó phải vừa ý, nó đáp ứng đúng cái nhu cầu của mình. Nếu mà đúng 100% không được thì cũng phải 70-80-90% đó. Mình càng ngày càng tiến gần đến cái nhu cầu mình chạy như thế nào thì chiếc xe nó đáp ứng như vậy. Bởi vì cái bản zin á, người ta thiết kế ra thì nó đáp ứng cho đại trà, cho đa số, cho nên cái thông số này người ta cũng lấy ở mức trung bình để nó đáp ứng được cho nhiều người. Nhưng mà mình chạy thì mình phải modify nó lại. Rồi cái mùi khói đã quá, thích cái mùi khói vậy không? Khói này là khói đốt rơm, đốt rẹ đồ á nha mấy bác, không phải đốt chi chì hay là đốt mấy cái gì như trên Sài Gòn mình hay đốt không. Trời đang lên. Ở đây người dân người ta chạy xe, người ta chạy quen đường rồi, nó chạy ta lấn lên quá trời luôn. Nó đặc điểm của giao thông mình nữa. Trời sương mù kìa. Mọi người thấy sương mù không? Sương mù giăng lối. Nó hiểu một đoạn ca từ trong Lạc Trôi chưa? Sương mờ giăng lối. Đang đứng nghỉ mệt ở Thánh Mẫu Tà Bao ha. Gia tùy tộc thôi. Đó giờ mình cũng có nghe nói chỗ này rồi nhưng mà mình chưa có dịp đi. Này có dịp đi. Để mình đi lên trên kia cho mọi người xem. Đây là khu thờ Đức Mẹ Tà Bao ha. Phong cảnh rất là đẹp. Chăm sóc khu vườn từ sáng sớm luôn, cảnh rất là đẹp. Từ trên cao nhìn xuống
toàn cảnh. Đây là khu Thánh Mẫu Tà Bao ha. Thấy nhiều anh em đi đi đèo Tà Bao nhưng mà không thấy review chỗ này. À, giờ mình chạy thẳng lên Đà Lạt luôn. Cái điểm đền Thánh Mẫu Tà Bao người ta chăm sóc tốt ghê. Sáng sớm mọi người đã lên chăm sóc cây cảnh, vệ sinh rác, chăm sóc tốt ghê. Mình thấy cái khu vực toilet người ta làm rất là vệ sinh, nhiều đó là mình đánh giá là cái công tác chăm sóc của ban tổ chức rất là tốt luôn á. Cái chỗ gì đẹp đẹp mà cái khu nhà vệ sinh mà không ra như gì hết trơn á là cũng như không. Đường này đi thích hơn bên quốc lộ 20 chứ. Nó dài hơn thôi chứ còn thích hơn á. Trời ơi, rất là sắp vào khu vực đèo Tà Bao. Ôi tuyệt quá. Đường này tuyệt quá. Chịu nổi luôn á. Trải nghiệm cái gì cũng vậy, nó phải mới, phải làm mới, không mạo hiểm thì làm sao mà có trải nghiệm.
khúc cua này, có đá sỏi sỏi nhỏ nhỏ à, chạy vô đó không cẩn thận là xòe luôn á chứ. Cà Mau quá đẹp. Đẹp vậy coi chịu nổi không? Đi không có quen đường, có lúc cua lơi, có lúc cua gắt ơi là gắt. Quá xứng đáng để đi đường này. Vô cua đã luôn. Trời ơi, nó cua như cái vòng tròn luôn. Này, nó còn rừng nguyên sinh. Đây có xanh mát luôn. Đi ban ngày chứ chiều tối chắc không dám đi. Như là nó xuyên rừng luôn á. Xuyên rừng tắm linh hay sao á. Trời cây đẹp chưa. Đèo Bảo Lộc là không lạc là... ôm cua mà nó sàn cái bánh sau, nó chợt cục cục gạch. Cứ phải chạy trong cái một cái tốc độ mà nó an toàn trong khả năng kiểm soát và trừ heo luôn, khi mà có sự cố đột xuất là nó vẫn nằm trong giới hạn an toàn. Cái đường xá của mình đâu có biết được, đâu có biết nó làm sao được.
Để hôm hôm mà vô trong giữa cua rồi có cục gạch sao mà tránh nổi. Để cái clip này nó dài tí xíu cho mọi người ai mà chưa có dịp đi đèo Tà Bao xem để thấy cái nét đẹp của cái đèo Tà Bao. Không phải đẹp mà là quá đẹp. Cái đèo nó xuyên qua rừng nó nhìn nó thích. Chắc là hết đèo rồi á. Không biết phải không? Nhưng mà tới Tam Mi là sắp hết, là hết đèo Tà Bao. Mùa thấy cái hồ của nó rồi. Hồ to ghê luôn. Cái nhánh này nãy là nhánh rẽ vô đập Đa Mi, hồ Đa Mi quá. Còn đường này là đường hướng về Bảo Lộc. Đá ngay nằm ngay giữa cua nhiều ghê ta. Mấy trên núi xuống rớt xuống thì sao? Cứ vô cua cái mình thấy mấy vài viên đá nằm ở giữa là phải giảm tốc rồi. Trên đỉnh chỗ này lại thoải mái không ai luôn. Đi lên đến trên cao đi, dần ngang dốc thôi. Chắc nó hết cái chỗ đó quá. Quá trời chỗ đẹp. Phê đồi sim. Cao nhất rồi đó. Nãy cái chỗ kia nhìn xuống cái hồ nó đẹp à, cũng không có dừng lại được. Rồi có cái cây kia kìa, cái cây cao à, vòng trắng trắng tím tím à. Quá đẹp. Đường này là check in là mệt mỏi luôn á.
mình không có qua hồ Hà Tục Nam mà đi đường này nhắc cũng thấy. Được, đó, hồ Hà Tục Nam đẹp chưa? Quẹo vô trong đó chắc có thể là khu du lịch hay cái gì đó. Thế mình nhắm nhắm là chắc được cục đó. Mọi không biết cây gì ha. Cây gì mà người ta trồng nó trắng. Cái trắng nguyên một cái sườn đồi luôn. Mọi bên đây cũng vậy nè. Nguyên sườn đồi luôn. Đây là cây bông, cây cà phê phải không ta? Bông cà phê hả? Nó giờ có biết cây cà phê đâu. À, quê mùa hắn sức luôn. Đây, ra quốc lộ 20 rồi. Ngay Bảo Lộc. Rồi, thẳng lên. Rồi. Chỗ này thì quen thuộc quá rồi. Rồi mà bị cái đợt này khổ, mấy đơn vị mà kinh doanh du lịch nó hơi khó khăn lắm rồi. Nguyên một năm bình thường, một năm người ta chỉ có mấy mùa đi du lịch mà toàn bị ngay mấy cái mùa đi du lịch thôi. Mà nó không có phẳng á, nó cấp vô anh. May quá không sao. Nói chung là mấy anh cũng dễ thương lắm, không có gì hết trơn á. Vào kiểm tra giấy tờ, nói chuyện bình thường. Có giấy tờ đầy đủ rồi thì đi thôi, chứ bình tĩnh vào thôi. Chứ nhiều anh em cứ thấy bị mắc vô cái thông chốt. Mình chạy thì cứ đúng tốc độ mình chạy thôi, nếu mà nó có lố một tí xíu thì nhận lỗi rồi xin lỗi, nhiều khi mấy ảnh nhắc nhở thôi. Chứ vô nhiều khi quay phim rồi chụp hình rồi nói này nói kia, nếu người ta nghe người ta không thích rồi thì nó ra đủ thứ chuyện.
để học friend. Cũng là mọi người Tết này an toàn ha. Nếu như mà tình hình có diễn biến phức tạp hơn thì thôi chịu khó ở nhà. Không phải vì bản thân mình nữa mà cả vì cả nước nữa. Chứ chỗ này dập được rồi nó lại ra chỗ khác thì rất là khó. Quá đẹp. Nó đủ cho cụm tím luôn.